Thử thách thả hứng bóng tennis. Người chơi mang giày gỗ do ban tổ chức cung cấp. Trong thời gian 1 phút 10 giây, người chơi hứng được 10 quả bóng tennis vào lỗ là chiến thắng. Trong suốt quá trình thực hiện thử thách, chân mang giày không được chạm vào bột gỗ. Thất bại khi hết thời gian, người chơi không hứng được 10 quả bóng như quy định. 14 triệu, 22 triệu, sẵn sàng. Thời gian bắt đầu. Không được rồi. 1. Mới 1 quả thôi. 2 quả. 3. 4. Năm. Sáu. Anh còn 40 giây. Bảy. Tám. Anh còn 32 giây. 32 giây. Chín. Anh còn 25 giây. Hay quá, chúc mừng cả nhà. Như vậy là với 1 phút 10 giây, anh thắng đã chinh phục thử thách chúng tôi và giá trị giải thưởng là 14 triệu đồng. Trong đó 10 triệu đồng của ban tổ chức và 4 triệu đồng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam Maritime Bank. Chúng tôi sẽ chuyển khoản ngay lập tức toàn bộ số tiền này cho gia đình qua dịch vụ Internet Banking của Maritime Bank. Xin mời. Mười bốn triệu đồng.